kính chào quý khán thính giả đang lắng nghe chương trình phật pháp của sakya buddha university tv sau đây quan viên và phật tử quang ngọc sẽ phổ biến bản tin Một ngày tu học bác quan trai giới Tại Bồ Đề Phật Quốc Kính thưa quý khán chính giả Đức Phật dạy rằng Người phát tâm tu hành xuất gia Trong một ngày một đêm Có thể chuyển vô lượng tội Tăng trưởng vô lượng phước Vì thế vào mùng 8 tháng 6 âm lịch vừa qua Các Phật tử tinh tấn Một lòng muốn sống trong Chánh Pháp của Đức Như Lai Đã vân tập tại chánh điện Của Bồ Đề Phật Quốc để thọ giới bác quan trai. Đúng 8 giờ 30 phút sáng, các giới tử cùng thành kính quỳ xuống tác bạch, cầu xin được lãnh thọ giới pháp. Sau lời tác bạch, Thượng tọa giới sư hoan hỷ hứa khả và lần lượt hướng dẫn các giới tử sám hối, thọ tam quy, tam kiết và tám giới tướng. Sau lễ thọ giới là thời khóa công phu, thường thì đại chúng lễ lại hồng danh, thiền tập, tụng kinh và niệm Phật. Nhờ có công phu mà các giới tử thúc liễm thân tâm từng giờ từng phút và giữ đúng giới luật đã thọ, cho đến sáng hôm sau giới sẽ tự xả. Trong những ngày tu giới bác quan trai, các giới tử luôn được nghe giảng kinh để tăng trưởng trí huệ. Trong lần tu vừa rồi, Thượng Tòa Giới Sư đã giảng về đề tài Bốn Pháp Tu Khổ Hạnh của Bồ Tát đề tài này rút ra từ bài kinh đại sư tử hống trong kinh trung bộ giới sư giảng bồ tát trong bài pháp này là thái tử tất đạt đa lúc ngài chưa thành đạo từ khi vượt cổng thành hoàng cung đi tìm chân lý giải thoát sinh tử cho đến lúc trở thành vị phật bồ tát đã thực hành đệ nhất cả bốn pháp tu đương thời đó là khổ hạnh bần uế yểm ly và độc cư ngài thắng tri cả bốn pháp này nghĩa là biết một cách thấu suốt về pháp đang thực hành và vượt qua tất cả các chướng ngại để thực hành pháp ấy theo kinh văn đức thế tôn kể cho tôn giả xá lợi phất nghe về lối sống khổ hạnh như sau sống lõa thể liếm tay cho sạch không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho mình đồ ăn từ đàn bà có thai hay đang có con nhỏ không nhận đồ ăn khi đang có các sinh vật khác đang ở đó hoặc chỉ nhận ăn một miếng từ một nhà đến bảy nhà hoặc một ngày ăn một bữa, hoặc bảy ngày ăn một bữa, cho đến nửa tháng mới ăn một lần, sống theo hành tiết chế đến mức ăn cỏ, ăn hột cải, ăn trấu, ăn rễ cây, ăn trái cây rụng, ăn phân bò, vân vân. Về việc mặc thì mặc vải gai thô, vải phấn tảo, da vật chết, sống tinh tấn theo hành đứng, không ngồi hoặc chỉ ngồi thò hỏ, nằm giường gai, nằm đất, nằm ngủ một bên hông. Tóm lại, Bồ Tát tinh tấn với lối sống theo hành hành hạ, dày vò thân thể bằng nhiều cách. Chúng ta lưu ý, sau khi thành đạo, mọi pháp môn mà Đức Thế Tôn giảng dạy đều nhằm đưa con người giải thoát khỏi khổ đau luân hồi. Muốn được giải thoát thì các Phật tử phải thực hành và thấu triệt tứ thánh đế. Nhưng trước khi tìm ra được các phương pháp tu tập ấy, Bồ Tát Tất Đạt Đa phải trải qua những pháp môn của ngoại đạo áp dụng một kỷ luật nghiêm khắc vào lối sống hàng ngày, mong được thanh tịnh hóa thân tâm. Lối tu khổ hạnh của ngoại đạo làm tưởng rằng càng hành hạ thân thể này bao nhiêu thì tinh thần sớm được giải thoát bấy nhiêu. Nhờ thực hành tinh tấn lối tu khổ hạnh của ngoại đạo mà Bồ Tát nhận ra rằng sự khổ hạnh thái quá này chẳng phải con đường đưa đến giải thoát khổ đau mà phải có lối sống không chạy theo ngũ dục phóng túng cũng không hành hạ bản thân thì mới đưa đến giới định tuệ, giới sư lưu ý, trong khi Bồ Tát tinh tấn thực hành lối sống khổ hạnh ấy, ngài đã triệt để áp dụng tinh thần từ bi, tức không làm tổn hại cuộc sống bình thường của chúng hữu tình, không vì cái ăn, cái mặc của bản thân mà khiến cho con người hoặc con vật bị đau khổ, thêm vào đó Bồ Tát cũng rèn luyện được một tinh thần kỷ luật, một ý chí kiên định không lùi bước trước bất cứ khó khăn nào. Theo kinh văn, Đức Thế Tôn còn nói cho Tôn giả Xá Lợi Phất nghe về lúc Bồ Tát sống hạnh bần uế đệ nhất, như bụi bặm chất trên thân nhiều năm tháng, đóng thành miếng mà vẫn không dùng tay phủi sạch, về hạnh sống yểm ly đệ nhất thì ngài dù đi tới hay đi lui vẫn luôn tỉnh giác an trú trong lòng từ với tâm tư mong rằng ta không làm hại một chúng sanh nhỏ nào trong những ác đạo của họ. Khi thực hành hành độc cư đệ nhất, Bồ Tát chạy từ lùm cây này sang lùm cây khác, từ rừng này sang rừng khác, từ thung lũng này sang thung lũng khác, với mong nghĩ mình không nhìn thấy ai và cũng không ai thấy mình. Thậm chí, Bồ Tát còn bò bốn chân đến chuồng bò, ăn phân bò con, dùng cả phân tiểu của mình để tồn tại tự nuôi sống với hạnh đại bất tịnh thực. Bồ Tát còn đi sâu vào khu rừng rậm rạp, kinh hoàng, nơi đáng sợ đến nỗi lông tóc của người còn tham ái phải dựng ngược. Thế mà Bồ Tát đã ăn trú chỗ ấy, sống trong những đêm đông lạnh lẽo, sống giữa trời vào ngày hè nóng bức. Bồ Tát ngủ trong bãi tha ma, bị những mục đồng khạc nhổ, hoặc rắc bụi lên thân, hoặc lấy que đâm vào lỗ tai. Tuyệt nhiên, Bồ Tát không khởi ác tâm đối với chúng, đó là hạnh trú xả của Bồ Tát. Cũng do tu theo lối khổ hạnh mà thân thể Bồ Tát trở thành hết sức ấm yếu, tay chân như những cọng cỏ hay những đốt cây leo khô héo, xương sống khô bài như một chuỗi banh, xương sườn gầy mòn như ruôi cột nhà sàn hư nát. Con người long lanh nằm sâu thẳm trong lỗ con mắt, giống như ánh nước long lanh nằm sâu thẳm trong một giếng nước thâm sâu, da đầu nhăn nheo như trái bí trắng, bị cắt và bị cơn gió nóng làm cho khô cằn, da bụng bám chặt xương sống, đi lại bị ngã úp mặt xuống đất, các lông tóc hư mục rụng khỏi thân, và Thế Tôn dạy rằng, dầu ta có theo cử chỉ như vậy, theo hành lộ như vậy, theo khổ hạnh như vậy, ta cũng không chứng được các pháp thượng nhân không có tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh vì với những phương tiện ấy nghĩa là lối sống khổ hạnh bần uế yểm ly và độc cư một cách cực đoan khiến thân xác và tinh thần bị rã rời không giúp cho có trí tuệ của bậc thánh không có khả năng hướng thượng có thể dẫn người thực hành diệt tận khổ đau do đó bồ tát đã nhận thức rằng những kiến giải, những chủ thuyết của các ngoại đạo lúc ấy không thể giúp người tu chấm dứt khổ đau sanh tử. Bài kinh văn ghi chép lại lời kể của Thế Tôn vào thời gian đi tìm chân lý giải thoát, khiến chúng ta phải kính cẩn tín phục hành tinh tấn của ngài. Bồ Tát đã ròng rã suốt 6 năm thực hành đủ mọi phương pháp khiến cho thân thể sức khỏe lụi tàn, thậm chí suýt mất mạng. Cuối cùng, Bồ Tát tự mình tìm ra con đường trung đạo dựa trên sự cân bằng của thân và tâm, dùng tinh thần trung đạo mà lìa bỏ mọi ái ngã, chấp thủ về một thế giới thường hay đoạn. Ngài đã vạch ra con đường bát chánh đạo cho chúng ta bước vững trên lộ trình chấm dứt sinh tử khổ đau. Tu tập tinh tấn trên con đường bát chánh sẽ giúp ta tìm đến niết bàn hiện tiền. Tuy thế, đa phần con người với nhân cách tầm thường, tâm tư hẹp hòi nhỏ bé, luôn dững dưng làm ngơ trước nỗi thống khổ của người khác chỉ quanh quẩn với cái thú vui và ham muốn của riêng mình, không có ý chí sẵn sàng bước lên con đường mà Đức Phật đã đi qua. Chưa kể, nhiều Phật tử chỉ biết cầu xin lợi lạc, chứ không nghĩ đến ban phát bố thí cho ai. Cuộc đời là bể khổ trầm luân, tuy nhiên, những nỗi khổ bức bách mà chúng ta đang gánh chịu là do nghiệp của chính mình tạo, làm sao có thể do cầu xin mà phá tan được núi nghiệp dữ ấy. Vì thế, các giới tử chúng ta nên biết khởi tâm trân trọng giáo pháp Đức Phật đã truyền trao, tinh tấn thực hành và xã thân hộ trì giáo pháp này được mãi lưu truyền. Thượng tọa giới sư sắp tấn các giới tử, tinh tấn hành trì, giới bát quan trai trọn vẹn trong một ngày đêm. Giới bác quan trai là cận trụ giới, là giới gần đến Niết Bàn. Hành giả y cứ vào thánh giới của Như Lai mà thọ trì, thì công đức ngang đến trời Phạm Thiên, Tuy nhiên, Phạm Thiên Vương cũng vẫn chưa phải là rốt ráo, bởi vua Đại Thiên tuy hành pháp thiện nhưng chưa dứt sạch các lậu, chưa siêu xuất thế gian, chưa được độ thoát vì chưa đoạn dục, chưa phá trừ các kiết sử tà kiến, chưa tịnh ba cấu uế, chưa được con đường chân chánh giải thoát. Trong khi đó, hành trì giới bát quan trai đúng như pháp là cứu cánh đến vô vi bởi vì Pháp của Như Lai đưa đến chân tế, vượt lên trên trời và người. Pháp của Như Lai vô lậu, vô dục, tịch diệt, diệt tận, độ thông, giải thoát và đưa đến Niết Bàn. Các giấy tử nên biết sử dụng trí tuệ để thấy điều gì đúng với chánh Pháp thì thực hành, điều gì trái với chánh Pháp thì lìa bỏ. Chỉ có trí tuệ mới là vũ khí sắc bén, phá tan được màn vô minh bao trùm, chặt đứt các dây phiền não. Trí tuệ sáng suốt chắc chắn sẽ đưa người tu hành đến cuộc sống tốt đẹp, đến niết bàn an lạc. Kính mong quý vị cùng tham gia tu học bát quan trai giới tại Bồ Đề Phật Quốc vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ sáu ngày 19 tháng 7 năm 2024, tức là ngày 14 tháng 6 âm lịch. Quý vị không cần ghi danh trước, chỉ cần đến trước giờ truyền giới để ổn định đạo tràng. Muốn biết thêm chi tiết về các ngày tu học tại Bồ Đề Phật Quốc, kính mời quý vị đến 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Luôn có chư tăng sẵn sàng chỉ dẫn và trả lời các câu hỏi của quý vị. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả, kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.